cháy chung cư ở quận 10, 13 xe chữa cháy đến hiện trường. Vị trí được xác định là một căn hộ ở lầu 10, chung cư Nguyễn Kim. Đến 22 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4, lực lượng chức năng quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ở chung cư Nguyễn Kim. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một căn hộ ở lầu 10 chung cư Nguyễn Kim, phường 7, quận 10. Lúc này, người dân chung cư tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành. Ngọn lửa lan rộng, bao trùm căn hộ, cột khói bốc lên cao. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, PC07, phối hợp với các đơn vị liên quan điều 13. C cùng 78 cán bộ, chiến sĩ do Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng phòng PC07 trực tiếp chỉ huy đến hiện trường dập lửa. Theo đó, cứu thoát được 15 nạn nhân khỏi đám cháy và 150 người dân ra khỏi khu vực cháy.